Trong thời gian qua, bên cạnh các chương trình tiếng Việt, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh còn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền bằng tiếng Khmer, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới. Năm 2011, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chính thức sản xuất và phát sóng bản tin tiếng Khmer trên sóng TTV11. Đến nay, bản tin tiếng Khmer được đài phát sóng đều đặn mỗi ngày. Bên cạnh đó, TTV11 còn thực hiện nhiều chương trình chuyên mục có phụ đề tiếng Khmer nhằm đưa thông tin đến gần với bà con hơn. Chúng tôi tập trung tuyên truyền cái chương trình tiếng dân tộc Khmer để lan tỏa các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như là những cái nét văn hóa độc đáo, những cái phong trào thi đua yêu nước đến với người dân tộc Khmer để họ tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như là giữ gìn phát huy những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Khmer. Đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Ninh đa số làm nông nghiệp. Sau những giờ lao động vất vả, ngoài việc quây quần bên nhau cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, thì kênh TTV11, đặc biệt là những chương trình tiếng Khmer của đài, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với họ. Trong thời đại bùng nổ thông tin, với sự lên ngôi của các kênh Internet, mạng xã hội, nhưng bà con dân tộc Khmer vẫn ưu tiên lựa chọn kênh TTV11. Xem được cái chương trình tiếng Khmer rất là bổ ích, tức là bà con nhìn vào, xem vào truyền hình để biết cách làm ăn. Ở đây bà con theo con pháp luật nhà nước thôi, nếu mà ở sông cũng như vậy là đoàn kết nhau, không tính ai hết, không ai sử dụng hết. Chúng tôi cũng đẩy mạnh sản xuất các chương trình Khmer để gửi cộng tác đến đài truyền hình Việt Nam thông qua kênh VTV5. Thì đây cũng là một trong những cái kênh mà phải nói là chuyên về phát sóng các chương trình dân tộc, trong đó có chương trình tiếng dân tộc Khmer của đài Tây Ninh. Phát huy những kết quả đạt được, với trách nhiệm của mình đối với quý khán thính giả, trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình nói chung và chương trình tiếng Khmer nói riêng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sợi dây gắn kết, là cầu nối đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước tới người dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến với Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền thông qua sóng phát thanh truyền hình.